Video này sẽ nói về một trong những món ăn vặt và ăn giết thời gian của chị em văn phòng nha. Mình sẽ cố gắng là mình thực hiện theo yêu cầu của các bạn, là mỗi loại mình sẽ làm một video riêng. Bánh na ba ti thì từ bữa đến giờ mình đi tìm mình không mua được các bạn, tại vì hết hàng, cháy hàng cực kỳ luôn. Nên là bánh na ba ti thì mình xin nợ lại các bạn, khi nào mình tìm ra thì mình sẽ quay cho các bạn nha. Còn đây là một loại các bạn hay hỏi là bánh gạo. Đó, bánh gạo thì các bạn có, nếu mà các bạn nào chuyên ăn á thì chúng ta sẽ thấy là các loại bánh gạo của Nhật Bản như thế này, Yukihana hoặc là Ichi, nó sẽ cực kỳ ngon hơn cái loại quanh quanh. Bởi vì cái loại quanh quanh thì nó sẽ có hai vị. Cái tròn á là vị ngọt, anh ăn bây giờ chưa? Rồi. Cái tròn là vị ngọt, còn cái dẹt dẹt mà hình này gọi là hình gì? Oban hả? Ừ đúng rồi. Không, nó là bao dung. Không, nó là hình chữ nhật hai cạnh như thế này, xong tròn như thế này đó. Ừ thì cái hình oban là bao dung gì đó, kệ nó đi. Rồi, đây là loại mình thích ăn trước đây, rất là ngon, một bịch chỉ có 15.500 thôi mà nó rất là nhiều luôn mấy bạn. Bịch bự vậy luôn mà có 15.500 thôi hả? Ừ, bởi vì là hồi đó mấy bạn hay mua cho mình á, để trong tủ cho mình á. Rồi đây. Trời ơi nhiều dữ. 2 cầm lên đây, em để tay nè. 2 4 anh xè tay ra đi. 6 8 10 12 cộng thêm 2 kia là 14. Một bịch 15.500 sẽ có 14 cái và sẽ ăn được tầm trong 2 ngày. Đúng không các bạn? Bởi vì mấy cái này ăn một cái làm sao mà thấy đỡ thòm thèm được. Và chúng ta hãy hỏi chuyên gia là ăn cái này mỗi ngày thì có mập không anh? Ăn cái này lâu lâu em ăn một ngày em ăn vài cái thì có được không anh? Có quan sao trọng, không anh? Quan trọng ăn vài cái là ăn như thế nào vài cái. Rồi đầu tiên cái bánh gạo mật ong này có, để coi cái trọng lượng. Coi cái trọng lượng ở đâu ra. Khối lượng tịnh hả? Khối lượng tịnh ở đâu ra. Đây em coi cho. Đây. Serving size 100g, cái hộp này là cái bịch bự này là 100g nè. Đâu phải đâu. Đúng rồi. Đúng, 100g. Nếu nó không ghi chỗ nào khác thì chỉ có, thì cái bịch này 100g chắc luôn. Ừ rồi. Đúng rồi, này là 100g nè, ghi đây nè. Trong 100g giá trị dinh dưỡng trong 100g ghi rất là rõ ở đây. 533 calorie trên 100g. Và giá trị dinh dưỡng calorie đến từ chất béo là 276 calorie, tức là hơn 55% calorie đến từ chất béo. Wow, nhiều dữ gì. Nó ngon lắm á, nó ngọt ngọt, mặn mặn mà thơm mật ong nữa. Tổng chất béo trong này chiếm 31g, không có cholesterol. Muối là 309g muối luôn. Và đường carbon hydrate là 61g. 61,21. Gần như không có tinh bột. Gần như không có chất đạm, chất đạm rất là ít. Nghĩa là cái bánh này về thành phần và giá trị dinh dưỡng của nó là rất nhiều chất béo, rất nhiều tinh bột và rất nhiều độ, khá là nhiều độ mặn. Rồi. Đây khối lượng tịnh là đúng 100g nè. Đó. Nghĩa là chỉ còn với 15.000 bánh, các bạn đã có thể cung cấp cho cơ thể là 533 calorie. Trong đó đến 273 calorie đến từ chất béo. Nghĩa là nếu mà các bạn ăn nhiều những cái đồ mà bình quân mà chiếm gần 50% giá trị dinh dưỡng trong đồ ăn, đó là chất béo, thì chắc chắn một điều, nếu các bạn ăn thường xuyên thì cơ thể của bạn, khối lượng cơ thể của bạn là sẽ dễ dẫn đến việc là thường xuyên có 50% và chiếm 50% khối lượng cơ thể của bạn chỉ toàn chất béo. Và nếu mà cơ thể của bạn 50% là chất béo thì chắc chắn là bạn sẽ rất mập và rất nhiều bệnh tiểu đường, tim mạch, và bạn dễ dàng bị béo phì. Thực tế nó là vậy thôi. Chứ dần sao? Là sao? Nghĩa là nếu mà ăn nhiều thường xuyên những loại bánh này, tại vì trước một người mà nếu chế độ ăn bình thường này đã họ ăn 3 bữa rồi đúng không? Rồi còn cái này là bữa phụ đúng không? Bữa phụ và ăn vặt đúng không? À. Quýnh vô hộp 500 calorie, em có biết 500 calorie nó nhiều, nó ngưỡng nào không? Tại vì em chạy 1 km em hao được có 50 calorie thôi. Đúng rồi. Đây 10 cây số nè. Đó. Trời, dữ dội. Thêm nữa là rất là nhiều muối. Bánh này nếu không có mặn. Chứ chẳng lẽ gì, cái gì mặn là nó có nhiều muối à?
Không, muối là một cái cảm giác vị của cơ thể, còn độ mặn á là nó chuyện một mặn là cái cảm giác vị của cơ thể, còn muối khả năng hấp thu muối vô, ví dụ như muối nó bỏ đường thêm, người ta bỏ thêm đường em ăn làm gì thấy độ mặn. Ừ. Đúng không? Suy luận không? Đó, mà càng nhiều độ mặn thì sao cơ thể càng tích nước nhiều. Càng tích nước nhiều. Ừ. Nên nếu càng bị phù. Bạn nào mà đang muốn giảm cân, giảm mỡ, mấy cái này tránh, chia tay xa xa, chia tay sớm, bớt đau khổ ha. Chứ không ăn vô cảm giác thoải mái như lúc đó, nhưng sau đó là bạn lại phải đánh vật với hàng ngàn calorie tập luyện, hoặc là bạn phải đánh vật cái việc là bạn ăn kiêng quá độ. Điều đó là bạn sẽ tự chuốc khổ vào thân bạn thôi. Tại vì tôi không thể nào nói một cách công tâm là lâu lâu các bạn ăn mấy cái bánh này một chút thì cũng không sao đâu, bởi vì chính cái một chút đó chúng ta nuông chiều chúng ta một chút đó, mà nó tổng hợp lại chúng ta có nhiều chút. Ví dụ như hôm nay bạn thấy hôm nay thèm bánh quá, ăn miếng bánh một chút, rồi mai cũng thèm bánh quá thôi. Không sao đâu, mình có tập luyện mà mình buổi tập mình cỡ 300 calorie, mình lỡ mình ăn một chút thôi, mình ăn nửa bịch bánh. Các bạn cứ thử tính đi, một tháng mà các bạn ăn cứ 10 chút vậy, các bạn 20 cái chút vậy nó cộng lại nó là nhiều đúng không? Ăn cho nó mê ngọt kìa. Đó. Nó cục cái mặt nó vô đây. Đó là vấn đề của chúng ta đó. Vấn đề là của chúng ta là chúng ta dễ dàng nuông chiều bản thân ở những cái việc chúng ta chiều chuộng, chúng ta ăn ngọt, chúng ta ăn quá nhiều đồ mặn, quá nhiều đồ để giải quyết cái nhu cầu là thèm, thèm ngọt, thèm thuồng cái miệng của chúng ta. Nhưng những điều đó về lâu về dài, nếu mà ăn một cái bánh nó hại sức khỏe ngay thì có không? Không, hoàn toàn không, nó không hề hại sức khỏe. Nó giải quyết cái vấn đề là bạn đang thèm. Nhưng về lâu về dài, nó kết hợp với việc một cái chế độ mà lười tập thể thao, hay là bình thường mà đang ăn quá nhiều calorie rồi, nó đẩy cái lượng calorie lên cơ thể của bạn quá nhiều. Quá nhiều chất béo, quá nhiều đường, quá nhiều độ mặn, ít nước. Và khi đó bạn tăng cân không kiểm soát. Ok. Rồi, nói đến đây thôi. Còn lại cái vấn đề giải quyết là cái vấn đề bạn phải tập trung để xử lý, để tránh dần những cái việc này. Nếu bạn muốn có một cơ thể thon gọn, săn chắc và đẹp hơn, bạn phải thay đổi những cái thói quen của bạn thôi. Còn nếu bạn không thay đổi được thì tôi cũng thua luôn. Ha, rồi, nhớ nha, hạn chế dần những cái vấn đề đó. Nếu bạn đang cần xây dựng một chế độ tập luyện thật sự nghiêm túc, tại vì nếu bạn không nghiêm túc để cho cơ thể bạn khỏe hơn thì không ai nghiêm túc cho bạn được. Rồi, ok, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.